Mẹ mình thường bảo con gái thì chỉ cần khôn một tí là lấy được tấm chồng tử tế ngay. Ngẫm đi ngẫm lại quả là đúng các chị em ạ. Mình hay thấy nhiều chị em than thở việc là gái ế, nào là ế lâu năm, ế bền vững. Nhưng bản thân mình lại có chút cảm thấy khó hiểu. Mình không hiểu tại sao có những chị em phơi phới mà không có ai yêu. Việc gì tụi mình cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, gánh vác quán xuyến, độc lập quá chỉ khiến cánh đàn ông chạy mất dép thôi. Phụ nữ khôn là phải biết khéo léo, lúc cương lúc nhu thì mới có nhiều người thích người yêu. Thời buổi này yêu đương cần phải nỗ lực của cả hai bên, trừ khi chị em chúng mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Còn nếu mà chỉ dừng ở mức nghiêng thùng đổ nước thì cũng nên dùng chút nghệ thuật mới mong kiếm cho mình được tấm bạn trai hay tấm chồng tử tế. Sẵn đây mình cũng kể chuyện của bản thân, không phải là để khoe đâu nha, mà chỉ là để cho mọi người có một ví dụ thôi. Mình biết yêu năm 16 tuổi và đến năm nay đã 27 tuổi, nhưng chẳng bao giờ bị rơi vào tình trạng gái ế. Tiện thể cũng khoe luôn, cuối năm nay mình kết hôn rồi. Chồng sắp cưới của mình là một người không chỉ giỏi giang, thành đạt, hết sức yêu chiều mà còn có ngoại hình rất đẹp trai. Ai cũng bảo là mình số tốt, nhưng mà chỉ có mình mới hiểu. Cái số tốt cũng là do mình tự tạo ra đấy. Những năm học trung học, cứ mấy ngày như 8 tháng 3, 20 tháng 10 hay lễ tình nhân là lúc nào mình cũng nhận được rất nhiều hoa, quà và cả vô số ánh mắt ghen tị của lũ con gái. Vì mình xinh hả? Không phải đâu. Mình tự nhận bản thân không đẹp, xuất sắc, nhưng mà gọn gàng, chỉnh chu. Bề ngoài là một thứ rất quan trọng. Không phải tự nhiên lại có câu con trai yêu bằng mắt đâu. Cùng mặc đồng phục, nhưng mình biết đi bóp eo áo, ống quần cho lên ra dáng nè. Còn một điều nữa mà hồi đó mình không biết, nhưng sau này mới nhận ra, nó là điều cốt yếu để chinh phục đàn ông. Hồi đó mình hay chơi mấy cái trò điện tử mà bọn con trai hay chơi và tám chuyện rôm rả với bọn họ. Trong hội game có 5 thằng thì cả 5 đều thích mình luôn. Mãi sau này mới nghiệm ra, hiểu biết về những gì đàn ông thích, có kiến thức để bàn luận cùng họ, chính là một cách để thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên. Những mối tình gà bông kết thúc, lên đại học mình có yêu một anh cùng khóa, được gần 2 năm thì chia tay. Nhưng may mắn là chia tay mối tình này khoảng 2 tháng thì mình có bạn trai mới. Ai cũng nói mình nhanh, nhưng mà mình nghĩ do bản thân không có thói quen bám dính người yêu. Dù yêu nhưng mà mình cũng luôn dành thời gian cho các mối quan hệ bạn bè. Điều này hoàn toàn có thể tập thành thói quen được các chị em ạ. Có người yêu nhưng mà mình vẫn chịu khó đi câu lạc bộ, đi chơi, sinh hoạt tập thể. Vì thế mà luôn có bạn bè mới, cho nên mình chẳng bao giờ phải đau khổ quá lâu khi chia tay một mối tình. Kết thúc 4 năm đại học là mình đã kịp vắt vai đúng 3 mảnh tình. Ra trường thì gặp bạn trai, cũng là chồng chưa cưới hiện tại. Như mình đã nói, anh đẹp trai lại giỏi, nên nhiều con gái theo đuổi. Nhiều cô còn xinh hơn mình gấp chục lần. Thế nhưng cuối cùng thì anh vẫn rơi vào tay mình. Mà từ hồi yêu mình rồi lại rất ngoan nữa chứ. Nói chung là cái gì tốt muốn đạt được cũng phải bỏ công sức ra đó. Mình nghiên cứu anh rất kỹ, thấy các đối thủ xinh thì xinh, nhưng mà cô thì quá đỏng đảnh, cô thì vụng, cô thì cành cao cành thấp, có cô thì tấn công dồn dập quá khiến anh sợ. Rồi mình chuyển sang nghiền nát Facebook, tìm tòi đủ thông tin về anh và phát hiện ra là anh khá kỹ tính trong việc ăn uống, thích ăn cơm nhà chứ không thích la cà quán xá. Thế là từ bận đó mình tranh thủ học nấu nướng luôn. Ngoài những món ăn bình thường, mình còn mày mò học làm bánh trái và các loại sinh tố tráng miệng ngon lành. Ban đầu mình với anh chỉ nói chuyện bình thường, nhưng thấy mình không vồ vập lại cởi mở, nói chuyện biết tiếng biết lùi, nên về sau anh có hứng thú hơn, bắt đầu nhắn tin cho mình nhiều hơn. Thân nhau một chút, mình bắt đầu nấu nướng rồi rủ anh ăn chung. Anh mê các món ăn mình nấu trước, về sau thì cảm thấy mê luôn cả mình. Khi cá đã vào lưới, mình bắt đầu giãn ra để anh có cơ hội chăm sóc lại mình. Nói trắng ra là đưa cưa cho anh cầm, vì đàn ông vốn sĩ diện mà. Chẳng mấy chốc mà chúng mình yêu nhau cho đến tận bây giờ. Mà yêu nhau rồi mình cũng không chủ quan. Anh ấy chăm sóc mình 10 thì mình cũng chăm sóc anh ấy lại 7-8. Yêu đương là điều có đi có lại. Đừng coi việc người ta làm cho mình là điều hiển nhiên thì mới bền vững được. Cho nên các chị em ạ, muốn có người yêu thì cũng cần nỗ lực. Đừng ở đó mà than thở nữa. Cứ khôn như mình vừa nói thì chẳng bao giờ làm gái ế đâu nha. Chắc là trên pay cũng có nhiều anh em kể về việc qua đêm tại nhà người yêu rồi đúng không? Em thấy chuyện của em cũng lạ lắm nên là lên đây tâm sự với mọi người nè. Chuyện phải kể từ hôm em với bé Quỳnh đang call video anh em ngọt xớt. Em vừa mở miệng ra gọi một tiếng: bé ơi, anh nhớ bé quá đi à, biết phải làm sao bây giờ, anh hay là anh bay qua nhà bé luôn nha. À mà từ từ đợi chút, anh có quà cho bé. Đó, đang tí ta tí tửng chạy vào mặc bộ đồ người nhện của thằng em đi ra, gặp ngay bố người yêu đang cầm máy nhìn thẳng mặt em. À, chào đàn ấy nha.
Đằng ấy là siêu nhân cứu mỹ nữ nhà tôi hả? Mặc đồ kỳ vậy. Nghe nói đằng ấy muốn bay luôn qua nhà này nên tôi cũng mời luôn. Cuối tuần qua chơi, cấm từ chối nha. Từ chối tôi là từ chối làm rể nhà này rồi. Em xịt keo cứng đơ luôn mọi người. Bé Quỳnh lấy lại máy, mặt chưng hửng rồi phá lên cười. Chọc em là muốn bay đến đây thì được toại nguyện rồi đó. Lo mà chuẩn bị cuối tuần gặp tại nhà em. Rồi báo quá báo rồi. Biết vậy không làm trò nữa. Giờ đi cũng không được, mà không đi càng không được. Ngõ cụt thực sự nha. Nằm trằn trọc một ngày trời, cuối cùng em xách mông lên và đi thôi. Vì là lần đầu tiên em ra mắt nhà người yêu nên lo lắng đến toát mồ hôi tây. Vừa bước vào nhà, mẹ Quỳnh niềm nở đón tiếp, hỏi han rồi lấy hoa quả cho ăn, nước cho uống. Đang cười nói, em va phải ánh mắt của bác trai đang nghiêm mặt nhìn em rồi nở một nụ cười không thể nào gượng hơn. Chào đàn ấy, không biết pháp danh của đàn ấy là gì để tôi tiện xưng hô. Mà đàn ấy đang làm gì? Vẫn sống tốt chứ hả? Đàn ấy biết về cây cảnh chim muông không ta? Có biết thì mình giao lưu tí cho vui nhà vui cửa. Tự nhiên em bắt đầu sợ sợ nha. Uống hết ly nước này đến ly nước khác để lấy sức tiếp chuyện bác trai. May là bé Quỳnh có mách cho em trước sở thích của bác ấy. Không có thì cũng ốm đòn á trời. Sau cơn sóng tâm sự mỏng là đến kiếp nạn tiếp theo. Chặt gà. Vẫn là tiếng gọi thân thương đó mọi người. Đặng ấy vừa chặt giúp ông này con gà được không nhỉ? Công việc cũng cơ bản thôi mà, chắc phải làm được đúng chứ? Đấy, em đang tính từ chối vì em sợ máu. Cộng thêm nhìn con gà còn nguyên hình nguyên dạng là em rén lắm. Nhưng mà nỗi sợ bác trai nó cứ ám ảnh em hơn cả con gà. Cho nên em quyết định là lo điện thoại lướt top top, nghe người ta dạy rồi thực hành thôi. Bé Quỳnh biết em sợ nên cũng ngồi bên động viên và chỉ em nên chạy như thế nào. Đấy, nói chứ bé Quỳnh của em khéo lắm nên thành ra em mới vụng thế đó mọi người. Ăn uống xong xuôi cả rồi nha, em cũng bất tỉnh từ lúc đó cho đến chiều tối. Và buổi tối hôm đó mới chính xác là đáng nhớ nè mọi người. Đây nha, em được sắp xếp ngủ phòng ngay cạnh phòng bé Quỳnh. Em thì dúng sợ ma, lạ nhà là cũng khó ngủ nên chạy qua phòng bé Quỳnh nói chuyện đến tận 1 giờ sáng. Đang ngồi nói chuyện, thấy lạnh lạnh sau gáy, cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm giữa em vậy đó. Lúc quay ra, chả thấy ai. Em thiết nghĩ, chắc là mình vẫn còn biên vụ rượu bia lúc trưa, nhưng mà ngồi thêm chút nữa, tự nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch ở trong bếp. Lúc này em có chút hoảng rồi nha. Tiếng kêu rõ to của một con mèo. Bé Quỳnh cười cười rồi nói là con mèo hàng xóm hay qua xin cơm thôi hả. Rồi bé bảo em buồn ngủ rồi đuổi em về phòng nằm. Vừa nằm em vừa thấy lạnh nữa. Em nghe gõ cửa mọi người. Em nhẹ nhàng hỏi ai vậy thì không thấy trả lời. Hé cửa ra thì mẹ em đứng cười nhẹ. Cháu có ngủ được không? Chịu khó gì nha, cô đi vệ sinh qua hỏi vài câu ấy mà. Cô ơi, sao cô không để sáng rồi hỏi cũng được mà cô. Cô hỏi lúc này chứ phải làm sao đây? Nằm ngủ thiếp điên tiếng á. Thì em thức do cơn buồn vệ sinh nó ập đến. Nằm vật vã cũng đâu có dám đi đâu. Nỗi sợ nó trỗi dậy. Bởi thế em lén lút đi qua phòng bé Quỳnh để gọi em dẫn đi. Đang ngó ngang ngó dọc, bố em xuất hiện với bộ đồ ngủ trắng tinh. Đằng ấy tinh đi đâu đấy? Tôi dẫn đằng ấy đi nha. Trời đất ơi trời, Hùng với em như lạc luôn ở đâu rồi. Sợ thiệt chứ không phải đùa luôn. Em hét toáng lên khiến mẹ và em giật mình chạy ra. Và cái cảnh quê độ đã diễn ra. Em bị ướt ướt nha mọi người. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chỉ muốn khóc luôn ở đó mà thôi. Cứu em với, làm sao có thể rửa hết cái nỗi nhục này đây trời. Bé Quỳnh đứng ngoài dỗ lên dỗ xuống. Bố em cũng ghé vào rồi nhẹ giọng. Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên dọa đằng ấy như vậy. Tôi có đồ này, cậu mặc tạm nha, không ai để ý đâu, cậu yên tâm. Em nhận đồ, lủi thủi đi ra. Bố em đi phía sau, rồi còn vào ngủ cùng em, bảo là nằm luôn đây, để em nhờ dẫn đi vệ sinh cũng tiện, không phải bị dọa hay là đi qua nhà bé Quỳnh, rách việc ra. Sáng hôm sau, em tỉnh dậy sau giấc ngủ bất ổn đó, giật mình thoanh thoát vì tiếng gáy hơn gà của bác trai và nỗi ám ảnh quần ta rè, thì em như kẻ mất hồn. Ăn xong bữa sáng, xin phép về lại nhà mình luôn. Không còn tâm trí đâu để mà làm màu, làm mẹ trước mặt bố mẹ vợ tương lai nữa rồi. Sao mấy á, bé Quỳnh cứ treo em hoài luôn. Bác trai bác gái nhìn em mà con mắt khác, cứ khen bé lễ phép dễ thương. Dạ thôi thì được khen cũng sướng cái mình đi, không muốn công xấu hành xấu hổ cả ngày trời. Trời ơi, những lần sau đến nhà em cũng thoải mái hơn mọi người. Bố mẹ em cũng nhiệt tình, giờ thì còn nói gì nữa. Tụi em sắp cưới nhau rồi nè. Trước ngày vui em muốn lên đây kể lại một chút gấp vui với mọi người mà. Với cả anh em ơi, yên tâm nha, mình có quê thế nào mà cứ thành thật đi. Hết mình khi ra mắt thì kiểu gì cũng ăn điểm. Em là minh chứng sống đây nè. Anh là thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp trường top đó.
Em so sánh anh với mấy thằng boy phố là không được rồi. Anh là thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp trường top đấy. Em hỏi anh câu đó là không được rồi. Anh là thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp trường top đó. Em nghĩ anh không biết là không được rồi. Tổ sư bố nhà anh, thạc sĩ mà tao tưởng đâu tổng thống không bằng. Hồi mình còn yêu anh Minh, hỏi cái gì, nói cái gì, thở ra cái gì, anh cũng ca cái điệp khúc anh là thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp trường top đó. Mình nghe mà ngáp luôn á. Nhưng hồi đấy yêu, thấy người yêu ngầu lắm, nói gì cũng hay, cũng hợp lý. Anh Minh, người được mình yêu, hồi đó đang bảo vệ luận án thạc sĩ. Về cái chương trình học ấy, anh nói như này: anh cảm thấy kiến thức tựa như trời biển mênh mông, mà chỉ mình là một hạt cát nhỏ. Chương trình ở đại học là quá đơn giản với anh, anh phải đưa bản thân lên những tầm cao hơn. Còn sau này khi tỉnh ra rồi thì mình đã đúc kết, do anh xin việc không ai thèm nhận nên đành phải đi học thạc sĩ để về quê có cái mà kể chứ. Hồi yêu nhau, mỗi lần lướt phở bò tớp tớp, thấy bọn con trai ăn nói vô duyên tục tiểu, chẳng ra làm sao. Lúc nào người yêu mình, người yêu cũ mình cũng biểu môi: đúng là cái bọn vô học, anh là thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp trường tớp đấy, sống như này là có lỗi với cái bằng quá. Hồi trước anh Minh còn suýt đấm nhau với mấy thằng bạn mình vì chúng nó cứ nói chuyện gái gú, xong bảo đàn ông thằng đết rồi chả thế. Chẳng ai nói tên anh, nhưng chắc vô tình sờ tay xuống đũng quần, anh nhận ra mình cũng là đàn ông nên giật đùng đùng lên: chúng mày ăn nói cho cẩn thận, đừng có đánh đồng. Tao là đàn ông nhưng là thạc sĩ, sắp tốt nghiệp trường tớp đấy, gái gú là phù du, tri thức mới là quý giá. Mấy thằng bạn mình hôm đấy cũng nóng, gào lên: tao nói câu nào liên quan tới mày, hay mày ăn vụng nhiều nên giờ giật mình? Mẹ, cái loại có tí chữ cũng khoe, mày yêu bạn tao thì kiếm được nhiều tiền hơn bạn tao ngày nào chưa, hay là cả ngày ôm cái tấm bạn tưởng tượng. Hôm đó mình đến đầu đầu luôn, nhưng mà cũng nhận ra hẳn người mình yêu tử tế lắm. Nhưng mà đời mà, đàn ông càng thằng nào tỏ ra tử tế đạo mạo thì càng như cái củ lờ cả nhà. Nói chung là bất kỳ vấn đề gì thì anh Minh cũng lôi cái bằng ra nói. Có lần trên VTV nói đến vấn nạn mua bằng cấp giả, học hộ thi hộ, thì có trêu anh: nè, học thạc sĩ như anh kể ra giờ có tiền cũng đơn giản ha. Có mỗi vậy á, và anh sững cồ gào lên chiến tranh lạnh cả tuần. Đúng là nhạy cảm. Mình cứ nghĩ người yêu mình là thạc sĩ cơ mà, hẳn là sẽ thấy nọ thấy kia lắm. Ngờ đâu cũng chỉ trên răng dưới vợ ái như người khác. Hôm ấy người yêu mình đi đá bóng xong về đi nhậu, mình đến đón. Ra đến cổng rồi còn có anh trai đồng đội chạy theo, bảo người yêu quên điện thoại trong tủ đồ. Ủa, rõ là cái máy này có phải là của người yêu mình đâu. Nhưng ông anh cứ khăng khăng đưa cho bằng được, nên mình cũng cầm về, định mai tỉnh thì đưa. Đưa người yêu về xong, mình tiện tay mang cái máy đó về nhà mình, cũng chẳng hiểu ai xui ai khiến là mở ra xem. Ôi trời ơi, một màu trời sốc, nay thì thạc sĩ. Trời ơi cả nhà ơi, giờ kể lại thấy bình thường, chứ đêm đó mình thức nguyên đêm. Mấy cái group xin link anh có mặt đủ, group quay trộm quay lén anh còn đóng phí để coi. Xong bình luận rất bất dạy, hết cái này to đến cái kia nảy, hết vỗ kêu đến bóp đã, mình cứ vừa khóc vừa đọc. Đã thế lại còn có cả tin nhắn bút bờ hò nữa chứ, đều như vắt chanh, một tuần hai shot. Trời đất, tên nick của thằng Tranh đó cũng ải chĩa cơ. Thạc sĩ đầu to, ôi trời ơi, đi đáp phờ hò mà vẫn không quên cái mắt thạc sĩ. Nhưng thú vị hơn là mọi người biết gì không? Mình còn thấy cả tin nhắn Minh thuê người học hộ, thi hộ. Dạo gần đây Minh đang đau đầu vì luận án phải tự bảo vệ không thuê được, mà ngoài xin tiền gia đình thì anh biết gì đâu. Khiếp, sáng hôm sau mình chụp tất cả đống tin nhắn đó gửi lại. Gửi cho nhà trường một bản, bố mẹ anh một bản. Lúc Minh tỉnh dậy hẳn là bất ngờ lắm đây. Xong xuôi mình đem điện thoại để ở cửa nhà anh ta. Xong chặn hết. Sau hôm đó mình không gặp lại Minh nữa. Không phải vì anh ta không yêu em đâu, vì anh ta bị bố mẹ lên tận đây bắt về quê. Nghe đâu bị cấm điện thoại, cấm internet, đúng chuẩn phụ huynh thế hệ trước, tất cả tại cái điện thoại. Giờ thì em lấy chồng rồi, lại là một anh thạc sĩ. Nhưng mà may quá, chồng em không bị ảo bằng cấp như Minh. Còn Minh thì nghe đâu giờ khổ sở lắm, cả ngày ở nhà mẹ trông. Lần trước trốn được ra cửa đi đá bờ hò xong về dính háng nở hoa mai. Thiệt đáng đời anh thạc sĩ dởm mà.